Xin chào bà cô chú anh chị các bạn đến kênh Thu Nguyệt miền Tây nha. Giờ này 12 giờ trưa, ba mình mới đi làm về. Cái lôi đầu mình dậy, hỏi mình bữa chạy đâu, dẫn ba đi chạy này, ba hẹn cái ưu kiến á. Mấy bữa mình đâu có đi mò cá đâu. Với lại ba rủ mấy bạn của ba mới đi làm về chung nè, cho nên là rủ đi chạy chung. Thì kêu mình dẫn về đây, nó đang chạy thằng kia nè. Bây giờ mình lỡ đẳng thì coi nó giờ có biết chín cá không nữa. Thì mời ông bà cô chú chị bạn đi chạy cá vô xương nè. Nắng quá, giờ này nắng lắm luôn á, cho nên là giờ này mình mặc áo khoác nè. Ông ba không? Ở bên chạy kia rồi. Chạy bỏ dép luôn. Đó ba. Có cả. Áo rồi. Đâu? Ủa? Chạy của Phi kìa. Phi. Ô, không thấy câu kiếm nhờ. Trốn hả? Mình với bạn đi với chạy nha cả nhà ơi. Nắng quá, nắng rồi, không đi với chạy. Sáng rồi. Mình mang dép vô nóng chị mày nói. Chín kìa. Quay không? Đang quay nãy giờ mà. Đấy thì bớt nè. Ôi chín luôn rụng luôn rồi. Nó như là bớt lắm, bớt rồi. Mà bữa thì em thấy nha. Thơm. Bớt luôn. Thơm quá à. Đây con luôn. Đây con hai cái máy. Quá là bự rồi nè. Cá dài luôn. Dạ cho đó không Linh. Đó rồi. Không lớn đâu cây rồi. Ục dế quá trời, ục cái đó kìa. Đó là mình giải. Nào xuống giải trài giải thử coi dính nó được không. Thấy ba giải chạy nhà hiền giải hẳn vô kìa. Quơ nhẹ. Dạ bãi xong luôn. Đó.
Cái góc rồi. Ủa. Ôi chết rồi. Ông Linh ơi. Nắng nóng trong người. Nắng nóng trà xanh. Làm kiếm cá ưu kiến hay làm kiếm cá trắng? Cá trắng không luôn. Trời này chạy máy không biết nữa. Mà do trời này rất nắng quá, cái mấy con cá ưu kiến đi đâu hết trơn rồi. Chuẩn chui vô hang á. Giờ này mò hang hợp lý nè. Đó, quá khứ rồi. Để luôn đi. Trời, làm gì chống đi. Cá nó cũng nhỏ nhỏ chứ nó bự. À, bà không bằng gì tôi giải một bữa rồi. Bự lắm. Cái này nước nóng mà như vô hang hết trơn hay sao? Nóng quá. Mình chịu không nổi. Nữa là hôm nay mình đi thu hoạch được 2 trái. Vô. Rồi rồi vô rồi vô rồi. Vô uống chút tay luôn. Dính gốc lại. Dính gốc cây chứ. Có đó. Quá thứ rồi. Thử không rồi. Cái nhỏ mà đây cá bự. Cái cặp cặp này luôn luôn cặp vớn nhiều.
nắng quá nha. Bây giờ đi ngoài nắng á, cái mình bị say nắng mệt quá trời. Về vô cây đi mệt xíu, nắng quá chịu mỏi. Nãy đi mình quên đem nước luôn. Trời, cái chú đang chạy đằng kia. Mình ở đây mình ngồi xíu, nắng quá. Này không biết bao nhiêu độ nữa. Mình á, mình nhìn mà mình thấy kiểu cái xe giúp cho. Nói chú đang ở đằng kia rồi, đang chạy rồi. Dính góc nữa hay gì mà phóng xuống nữa rồi. Trời ơi, chạy cá mà đội nó nguy hiểm luôn ghê chưa. Ngồi ở đây nè, nắng quá trời nắng này. Quá trời nắng này. Xỉu luôn á. Ôi trên giờ có một mây nó nắng quá. Chiều này chắc về cũng mưa quá rồi. Thằng xíu em chạy rồi. Mây mây nó gì không biết nữa. Mà chiều chắc mưa á. Thường là chắc chưa nắng như chiều chiều nó ôi mưa. Rồi quá trời nắng luôn á. Mình đi nãy giờ mình đi ở ngoài á. Mình mặc áo khoác đó, nhiệm hợp mình còn hóc nắng nữa. Chịu mỏi. Vô đây ngồi, mình sẽ chờ để đỡ. Thì là anh nãy đi á, quên đem nước. Nói gì nắng mệt xỉu luôn. Trời ơi, trời số rồi. Đi về nóng chết luôn mà không ai giết chưa. Tên là có gió là gió gì. Chỗ này mà có cái dòng chậm chậm nó đi ra đây. Tao không được. Thùng mày đang ở đằng kia. Không có lợi. Xíu mà lợi lẳng mình bắt vài con đem về chị hai luộc xả ăn. Trời ơi nó tốt. Ở trong đây có ai có cây nha. Ai vàng đang dính không? Quay nguyên cái nhánh cây luôn á. Không nhớ lâu không nhớ. Có chỗ đó không à? Đi dài nắng là chóc đẹp chóc gọng à. Cá kìa. Cá quá trời kìa. Quá hướng kìa. Ủa? Cắn mà. Ủa mắt không Linh ơi. Dạ, bắt cá luộc kiếm, luộc kiếm, cái trấn không? Hình như mắt góc đó, nó mới có cá hay sao á. Đây nè, trong mắt. Ôi, quá trời cá rồi kìa. Thu hoạch được mấy trái mình bán nữa. Ba trái rồi. Đây, có 2 trái nữa. Mình bán. Bán thì về đập đá để đường vô quậy ăn. Ba mình giờ đi đâu không biết luôn à. Thì nãy giờ trời ơi làm gì. Nãy giờ thu hoạch được 5 trái bình bát. Với lại cá thì cũng được thùng cá. Hôm nay gì à, giải cá ưu kiến không thấy mà đang thấy cá trắng cá khuy này kia không à. Thôi giờ chắc mình về trước cho ba mình với mấy chú lại kiếm mồi lai gai, chiều lai gai đi. Còn giờ nắng quá. Đem 5 trái mình bát về đập đá uống. Với xin dạy con cá về cho chị hai. Thì clip tới đây thì mình xin tạm khép lại nha. Thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã coi hết clip. Cái nhà thấy hay thì cho xin được like, được đăng ký nha. Thì hẹn ông bà cô chú anh chị các bạn clip sau. Xin chào.